Màu trắng này là biển số 60H1307 54. Còn màu xanh đây nữa. Màu xanh đây là biển 84G1362 69. Hai con. Còn bộ độ à, hả? Con bên này bộ xin, con này bộ độ này. Rồi thì mua ở đây thì cũng được tặng nhớt, cũng nhiều chương trình lắm. Rồi. Và anh chị em muốn mua góp thì có thể là mua góp. Dòng này hiện tại mua góp thì trả 17 triệu anh, 15 tới 17 triệu đúng không? 15 17 triệu là mình góp. Được rồi. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel mình. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu những cái con, ví dụ như dòng Snack đúng không? Snack Bay. Rồi với lại Lactic Cruiser. Dạ, mới dân cổ điển. Thì hiện tại thì trong dòng Snack Bay này có là thứ nhất là CB Thái này. CBR 150R, 150R của Thái Lan. Cái thứ hai là Busan bản NS. Rồi TFX, RXS. Rồi những con KBR, FZ. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu từng chiếc cho quý anh chị và các bạn ha. Giá thì ở trong video này nó sẽ có con thấp nhất hiện tại giá nhiêu anh? Trong video này. Của cái video này là có 13 triệu. À 13 triệu. Cao nhất, là con này. Con này là cao nhất. Nó là 80 55 triệu 900. Còn 83. À 83. Đó. Rồi, có lý là mình sẽ đi thẳng vào video luôn. Mình giới thiệu cho quý anh chị và các bạn những dòng xe. Quý anh chị và các bạn vui lòng ghi kỹ giúp em một cái ha. Ok, thì trước mặt quý anh chị và các bạn là con CB150R, nhập nguyên con từ Thái Lan nha các bạn. Con này là đời 2019. Con này đi mấy ngàn coi anh? Con này đi được 329 km. Đó, 329 coi thôi các bạn. Các bạn nhìn đi. Hàng này thực ra nó về đâu bán đó, con này thì mới về đó. Rất đẹp. Hàng này về liên tục rất ít luôn. Về liên tục. Nhưng mà ít có khi nào nằm lại cửa hàng lắm. Rất hiếm khi nằm lại cửa hàng. Đó thì con này giá của nó là 85 triệu 9 thì giảm 2 triệu 9. Thì còn lại là 83 triệu. Thì có 200 ba mấy coi thôi các bạn. 329 coi. 329 km. Đó. Cái này mới khỏi bàn rồi. Cái này rất là đẹp rồi. Anh quay cái phần chi tiết đĩa này cho anh em cảm nhận nó dễ hơn. Đây này. Các bạn nhìn đây, ốc yết của nó nha. Đánh sáng này. Đĩa còn sơn là các bạn biết rồi. Này đĩa còn sơn luôn nè. Mình xem ABS như vậy luôn. Thì nó rất là dễ để mình phân biệt là cái số ngàn cây. Cái lốp này thì mình chưa rửa, nhưng còn đây là cái màu lốp này. Đường chỉ theo lốp vẫn còn luôn. Chỉ theo lốp vẫn còn. Để nhìn cái cách nước này các bạn biết rồi này. Ở đây thì mình bao anh em cũng chuẩn đồng hồ được. Nếu mà anh em không tin tưởng thì có thể là dân thợ đến test, hoặc là mình tự test, đem ra hãng test được. Dạ. Sao cả. Rồi. Ở đây là bao, cũng chuẩn đồng hồ. Đây là CB150R. Tiếp theo là mình sẽ quay qua dòng Kawasaki Busan 200. Cái bảng này là bảng NS, và chìa khóa nó cắm đằng sau nó bị chật. Tôi khỏi nổ. Khỏi nổ đi. 200cc, giá của nó là 44 triệu 900. Và mình giảm cho anh em nữa, còn có 42 thôi các bạn. Đó, anh chị nào mà thích thì mình tới mình mua ha. Mắt theo nữa là TFX. Quá hiện tại còn hai con à? Có hai con thôi. Hai con, đi cũng hết rồi các bạn. Hai con đây. Bữa tính ra về mấy con nữa mà cũng đi hết rồi. Về con bản Malai nó cũng đi hết rồi. Chiếc này biển số 68 Kiên Giang. 68 Kiên Giang. Đấy, và con kia là biển số 61 Bình Dương. Hai con đều giảm giá xuống còn 50 triệu một xe. À, 50 triệu một xe. 900. Và mình giảm một phát 5 triệu 9 dòng này luôn.
là còn có 45 thôi. À, dòng này giảm một phát xuống còn 45 nha các bạn. Nó còn kia cũng đi cái bô độ. Nói chung là TPX người ta đi bô độ nhiều hơn là đi bô zin nha các bạn. Có hai con, một con bô độ. À, hả? Con bên này bô zin, con này bô độ này. Rồi thì mua ở đây thì cũng được tặng nhớt, cũng nhiều chương trình lắm. Rồi. Anh chị em muốn mua góp thì có thể là mua góp. Dòng này hiện tại mua góp thì trả 17 triệu anh, 15 tới 17 triệu đúng không? 15 17 triệu là mình góp được. Góp được rồi. Rồi. Mình qua cái dòng GXS nha các bạn. GXS thì hiện tại còn 3 chiếc. 3 chiếc. Mới về thêm chiếc này nữa. Chiếc này là vừa mới về xong là áo bọc keo từ đầu đến đuôi. Xe 2018 được 20.000 cây. Và cái bản S này là cái phiên bản quá smart cây luôn nha. Con này là phiên bản cao cấp các bạn. Cao cấp luôn. Smart cây luôn. Quá thường. Có thường bên kia. Con này là giá mình đang bán là 47.900.000. Và đang trong cái chương trình khuyến mãi nữa, giảm cho anh em luôn, còn có 45 thôi. Giảm 45. Xe biển số 67 An Giang. 67 An Giang, đây là 66 Đồng Tháp. 66 Đồng Tháp à? 66L151798. Dạ. Rồi. Chiếc thứ hai là biển số 70 Tây Ninh. Con này là đi được 19.080 km. Giá của chiếc này là 45.900.000, giảm cho anh chị em nữa là còn 43. Con này còn 43 nha. 45.900.000 nhưng con này giảm sâu hơn. Con này đi 30.000 cây. Con này đang giảm cho anh em là còn 40 triệu tròn. 40 triệu tròn nha các bạn. Đó, con này giảm mạnh á. Nó cũng bán là 45 nhưng mà giảm 5 triệu luôn, 5.900.000. 5.900.000. Đó, giảm 5 triệu. 40. 40. Rồi. Rồi. Đến thằng KBR 125. KBR 125 thì còn 1, 2, 3, 4 con. 4 con KBR 125. Và 4 con này mình đang bán đồng giá là 26.900.000. Giảm cho anh chị em nữa thì nó chỉ còn là 24 triệu nha. 24 triệu nha các bạn. 24 triệu. Đó. Con đầu tiên là biển số. Con loại này có trả góp không anh? Có hỗ trợ trả góp không? Nếu mà những dòng xe Trung Quốc ấy, là mình không có bán trả góp. Những cái dòng xe mô tô nhá, xe ẹt cũng thì là dưới 20 triệu vẫn hỗ trợ. Nhưng riêng mô tô trên 20 triệu mới hỗ trợ trả góp. Trên 30 triệu mới hỗ trợ. Trên 30 triệu mới hỗ trợ trả góp. Mấy dòng nhỏ là không hỗ trợ nha các bạn. Những cái dòng này nếu mà anh em mà mua thiếu hỗ trợ ví dụ như 24 triệu cho thiếu 4 triệu được. Dòng này thì có thể hỗ trợ cho thiếu 4 triệu nha các bạn. Đó. Là đồng giá là 26.900.000, giảm 2.900.000 là còn 24 triệu. Con màu đỏ này là biển số 60B5 92984. Rồi. Con màu tím này là biển số 61E22668. Hơi non bình một tí. Đây, con màu trắng. Màu trắng này là biển số 60H130754. Con màu xanh đây nữa. Màu xanh đây là biển 84G136269. Tất cả đều đồng giá 26.900.000, giảm còn 24. 26.900.000 giảm còn 24 nha các bạn. Rồi mình đi đến dòng tiếp theo là dòng Benelli 150. 150 thì còn 1, 2, 3 con. 3 con. Thì con đầu tiên này là hồ sơ mình đã rút sẵn rồi. Con này chưa rửa luôn à? Chưa rửa. Mới chạy về à? Mới các bạn nhìn đi. Con này à, cái này có bán đồng giao 26.900.000. Con này cũng còn 24. Hồ sơ có sẵn rồi. Con này hồ sơ có sẵn. Đăng ký thôi. Đây con Benelli đây nữa là cũng hồ sơ có sẵn luôn. 24.900.000. Yếu bình luôn. Mấy con này đi bộ đồ SC nha các bạn. Chứ sao mấy con này là toàn từ anh em ở tỉnh gửi về nên để lâu. Còn chưa rửa nữa nên nó hay hết bình và chưa có thời gian đi rửa. Lại đó. Máy móc thì ở đây bao cho anh em hết. Rồi. Lo về máy.
Còn ví dụ như mà những cái con mà anh em đã đặt cọc rồi chẳng hạn đấy, một phát nổ ngay. À, con này cũng đặt cọc luôn hả? Đặt cọc rồi. Đặt cọc bán rồi các bạn. Đó. Đấy, còn con đây nữa là biển số 94 Bạc Liêu. Đấy, những cái con này xe gửi về nên là chưa có làm nổ luôn. Giá là 24.9 giả cho anh em. Còn 22 à? Còn 22 triệu đó các bạn. Bentley 150. Còn đây là con Visitor 170. Visitor 170 nha. Con này cũng chưa nổ đâu. Mới về thôi. Chưa có sạc bình sạc bọng luôn. Đó. Đấy, bây giờ là vấn đề nguyên. Còn đây 27 thì chính còn 25 nha các bạn. 25. Rồi. Rồi bên này có MSX nhá. Con này là Rebel gì? Cái này là Rebel 170 à 125. 125. TDR Mini. 125. Con này 10 giảm còn 13 triệu đúng không? 13 triệu. Nào hôm nay là bật lên à đây rồi. Đã 13 triệu còn 13. Dạ. Rẻ nhất. Rẻ nhất con này là 13 triệu. Rồi. Mấy con MSX này nó cũng hết bình luôn. Hết luôn cả bình rồi. MSX thì đi được mấy ngàn cây đây, để bấm cái Odo đọc 36.000 cây, 215. Biển số 67 An Giang. Và chiếc này mình đang bán 25.900. À 25.900 nha bạn. Con này là bán đèn tròn nè. 23 3 triệu thôi. Con này 23. Con này cao hơn là con đó. 35.9 này. 35. Giảm còn mà cho anh thấy khóa mà cứ bật quên như này thấy bị ra nổ. Thì ra quần mình. Anh em xem xe nhiều khi vào xem nó cứ bật khóa không quên để trong góc cũng quên luôn. Để là hết bình luôn các bạn. Con này là biển số 37 hồ sơ luôn. Hồ sơ có sẵn luôn. Không quan tâm đến biển số nữa anh em. Con này là còn 33 triệu nha các bạn. Con này các bạn biết khác biệt gì không? Con này là đèn LED này. Không, con này mình giảm sâu hơn đấy. Con này giảm sâu hơn này. Đấy, 35.9 mà giảm xuống nó là nó chỉ còn là 33 triệu thôi. Rồi, đây là Bentley 125. Bình Phước. Bình Ba Bình Phước. Đó, cặp Bentley 125 đây. Anh chị và các bạn nào mình muốn mua thì mình cứ liên hệ mình mua thôi. 3 và 68. Con 63 này là giảm còn 21 này. Con này còn 21 nha các bạn. Được. Đó. Con bên này là còn 23. À 23. Đó. Đó là rồi. Tiếp theo mình chỉ có FZS 150. FZS mình thôi mà anh em có hỏi đó thì còn một con này các bạn. Một con. Còn này biển số 59 nha. Con này sau khi mà giảm xong còn 25 triệu. Còn 25 triệu. Đó, FZS 25. Rồi, sẵn chuyển qua bên kia luôn để mình giới thiệu. Theo 170 thì có 3 con nó đồng giá 35.9 và dòng này 35.9 xuống còn 31 triệu một xe. 31 triệu một xe á? Đúng rồi. Có 2 con bên trong này là hồ sơ em đã rút sẵn rồi. Đó. Và con đây nữa là biển số Sài Gòn. Đấy, 3 con thì đồng giá là 31 triệu. Rồi, con Yamaha 125. Còn một con 150 kép nước nữa mà chưa đem vào nên chưa quay được. Dạ. Yamaha 125 con này thì chắc chắn không bị đâu. Con này là bán giá nhiêu anh? Con này là giá giảm xuống cho anh em còn 18 triệu. Đó, Yamaha 125 còn 18 triệu. Thôi sẵn tiện mình giới thiệu luôn GT với lại Thunder đây. Thunder cho anh em luôn. Con Thunder này hiện tại giảm xong còn 30 triệu. Đó, anh chị và các bạn nào mình muốn mua Thunder thì mình tới mình liên hệ mình mua ha. 150 FI. Dạ, yeah, FI. Hy vọng nó còn bình để một cái nó đi. Đó, 30. Còn con Sugar T này thì đang giảm xuống là còn 18 triệu. Sugar T cũng 18 triệu các bạn. 18 triệu. Đó. Đó là trong cái lô này thì rất là nhiều con giá rẻ. Rồi tiếp theo là mình sẽ giới thiệu qua FZ 150. FZ dòng này cũng nhiều đó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, còn 10 con. 10 con nha các bạn. Đó, 10 con FZ 150. Thì con đầu tiên này là một con màu xanh GB. Đó. Xanh GB.
Con này là biển số 93, đã 25. Con này thì 35 triệu 9 mà đang giảm 2 triệu 9 là còn 33 triệu nha quý chị và các bạn. Đó, 33 triệu là có một con FZ150. Thì hiện tại cái dòng này là đồng giá hết luôn hả? Đồng giá tức là 35 triệu 9 còn 33 triệu nha các bạn. Con đó là tiên này xanh Movistar biển số Bình Phước. Con này hôm nay ở ngoài này dễ quen. Biển Bình Phước 93L129368. Giá này là 33 triệu nhé, giảm xuống còn 33. Dạ. Đồng tất. Đồng tất. Con này là giá đã bao gồm hồ sơ rồi nha các bạn. Tất cả đều bao gồm hồ sơ hết. Rồi. Những cái con như vậy mà anh em mua góp thì chỉ cần khoảng 12 triệu là góp. À, 12 triệu là góp được dòng này. Còn con đây là biển số 85 Ninh Thuận. Đi 38.000 cây. 38.000 cây. Màu đen 215. Còn tiếp theo đây là biển số 79 Nha Trang Khánh Hòa. Đó, đến tổng giá luôn. Mình xem nó đi 30.000 cây rồi. Đi 42.000 cây. Còn tiếp theo đó nữa là biển 59 Sài Gòn. À, 59 Sài Gòn. Đấy rồi, chưa gì đã thấy khóa nó bật sẵn rồi này. Bật sẵn là hết bình luôn hả? Đó, mọi người xem cứ không tắt chìa khóa các bạn. Đó, cứ tất cả đồng giá, giảm giá xong là còn 33 triệu nha các bạn. Còn đây 72 Vũng Tàu là 37 ngàn km. 37 ngàn. 37 ngàn. Đó, cũng là 72 Vũng Tàu nữa. Con này chỉ ghi yên 2 phút thì cũng hay đấy nhỉ. Con này đi bộ đồ Akamovic nha các bạn. Anh em là đẹp ăn độ thì gắn bô chứ. 45.000 cây. 45.000 cây. Chuyển 7221 36368. Dạ. Số cũng đẹp anh nhỉ. Dạ. Không được. À, còn con này là biển số Sài Gòn. Sài Gòn. Đấy, con này cũng 24-25 cả nha anh em. Con này là 30.000 cây. Cũng đẹp phết đấy, tất cả cũng là 33 triệu. Rồi, tiếp theo là mình sẽ quay 4 con còn lại nha các bạn. 3 con. 3 con à? À, cọc hả? Vậy đây còn 3 con thôi. 3 con. 3 con. Con này biển số Sài Gòn. Cũng màu xanh trắng nha các bạn. Chị quá nó nằm ở đâu rồi? Đấy. Này 215. À, đi bao nhiêu ngàn cây vậy này? Yếu bình quá. Không lên. Yếu bình. Cũng là 33 triệu thôi. Để Lâm Đồng. Rồi. Qua con bên này Bozin nha các bạn. Con này là màu trắng đen. Biển số 48. 48 Đắk Nông. Đi được 18 ngàn. À, 18 ngàn. Con này đẹp đó các bạn. Con này nhìn rất đẹp đó. Trắng sáng. Rồi. Còn cuối cùng trong cái lô FZ mà cũng phải kết thúc ở cái video này. Là biển số 79 Nha Trang Khánh Hòa. 79 Nha Trang Khánh Hòa. Đi 21.000 km. Đó. 21.000 cây. Đấy, FZ là một FZ 150i đều đồng giá. Đồng giá là còn 33 triệu. À, giảm giá còn 33 triệu. Nếu mà bán giá đích thực của nó là 35 triệu 9, giảm 2 triệu 9 là còn 33 triệu. Mọi người chú ý giúp em á. Đó thì có lý là mình sẽ kết thúc toàn bộ video ở đây. Mình đã quay hết rồi các bạn. Thì quý anh chị và các bạn mình xem thì mình cứ để ý á. Về làm từng dòng từng phân khúc cho các bạn dễ theo dõi. Đó là cái điều đặc biệt mà mình muốn gửi tới quý anh chị và các bạn ha. Ok, thì các bạn nào muốn mua thì liên hệ tới số 5 đường Lý Thường Kiệt, Giang, Bình Dương. Số điện thoại là 0976741725 hoặc 0927707 và tới quý 8 nha các bạn. Ok, xin chào các bạn ha.